Audio Jungle. Chào bà con, thì clip này mình quay cho bà con xem về cái cách mà ghép bơ đối với cây bơ thực sinh đó. Thì một số bà con chúng ta cũng có một số người đó là mua nhầm giống, nghĩa là một sâu người bị trồng lên đó thì nó thầm bơ thường ở đây. Thì đây là cây bơ thường của anh Thịnh, mình cũng đến để thăm vườn và kiểm tra vườn. Thì anh có nói là anh trồng 360 cây thì nó lộ một số cây là bơ thường. Thì hôm nay mình sẽ quay hướng dẫn cho anh Thịnh tại vườn đó là ghép mẫu cho anh xem về ghép bơ, nó là ghép chuyển hóa từ cây thực sinh lớn tuổi đã được 1 năm tuổi rồi, nhưng mà giờ mình ghép cải tạo anh thành cái bơ búp. Thì mình chọn chồi, thì công tác chọn chồi thì mình cũng khuyên bà con á nên chọn những cái chồi già nó có nổ rồi thì ghép vào, khả năng sống rất là cao. Thì clip này mình sẽ quay rất là chi tiết và cụ thể bà con về cách cưa cành và ghép luôn tại vườn. Như là công tác đầu tiên là chúng ta cưa, sau khi mà cưa xong á thì mình khuyên bà con nên vát cái vết vát của cái miệng gỗ á, của cây bơ á, chúng ta vát cho thật là bén đi, nói chung đừng để cái vết nhăn của nó, ta quét cho sạch sẽ đi, láng đi, rồi sau đó tiến hành chẻ ra ngọn bơ, chẻ và ghép ép vào. Thì về phương pháp mà ghép chồi bơ có rất nhiều phương pháp để ghép, vì so với phương pháp mà ghép thân này mình quay rất là chi tiết và cụ thể cho con. Chiều vải vét từ 2 đến 2,5 nha, chúng ta vét theo đường thẳng dọc hai bên, chúng ta ép giữa vô. Thì clip này mình sẽ quay chi tiết và rất là từ từ cho bà con về cái phương pháp mà ghép cải tạo cây thực sinh như thế này. Thì một số bà con chúng ta là cũng thắc mắc là với cây bơ thường ví dụ như cao 2-3 mét á, chúng ta nên cắt khoảng cách bao nhiêu, thì tùy bà con thôi. Nếu mà bà con muốn ghép cho nó dễ thì bà con cưa thấp xuống tầm 3 mét, còn lại những cánh chim, cánh bẫy, cánh tay á, chúng ta ghép nó dễ. Thì đây là với cây bơ mà nó lên gần được 1-2 mét đây, thì mình cưa để cho bà con xem về cách ghép của mình. Thì cái việc ghép thì hầu như bà con nông dân chúng ta có rất nhiều phương pháp ghép, thì ở đây phương pháp mình hướng dẫn sơ để bà con xem đó. Bà con cũng vết vết vét mình là 2 đến 2,5 cm nha, vết hai bên đừng có lưỡi gà nha, mà vết thật là bén và sắc đó. Bà con vết bén sắc đừng để nó bị nhám hay bị nhăn. Vết vét chúng ta nó luôn luôn là một góc 45 độ đó, xong chúng ta chẻ. Bà con nên chẻ từ từ và cẩn thận nha, đừng để chúng ta chẻ phạm quá hay là cái miếng vết vét chúng ta nó sâu quá xa quá rồi chúng ta bấy ra. Nhưng cái bơ ghép rất là dễ sống, cái đòi hỏi bà con chúng ta vết vết vét cho nó bén đi, ta đẩy cho khít nha, nhớ là khít á. Đó, bà con nhìn vết vét và vết đẩy của mình là khít luôn á, sát miệng luôn nha. Sau đó chúng ta mua cái cuộn ghép này, thì hầu như cuộn ghép này bà con ra chợ ở những cái tiệm mà nó bán lưới rồi á, bạc lưới rồi lưỡi câu hay là đó, bà con mua kêu bán cái cuộn ghép thì nó dao động từ 60 đến 80 nghìn thôi, có chỗ thì bán 70, 80, 60 tùy bà con. Con mua về chúng ta ghép thì nó rất là dễ. Còn bà con nào không có điều kiện thì con mua bịt bóng hay lá bịt bóng ta quấn, thì với cái dây tự hủy này nó rất là lợi cho bà con. Còn ghép thì clip mình quay rất là chi tiết á, thì bà con cứ xem clip nha và đăng ký kênh để theo dõi tất cả video mình sẽ cập nhật hàng ngày, có những video về cây bơ, cây chanh dây, cây hồ tiêu, cà phê, gừng nghệ, khoai lang, nói chung là tất cả là cây. Thì bao đó bà con cứ đăng ký kênh mà xem. Thì bà con cứ chẻ và vát nha, như trên hình đó mình quay rất là chi tiết cho bà con xem á. Và quan trọng là khít cho nha. Là khi mà cái quấn dây á, bà con quấn theo chiều mái nhà, quấn từ trên xuống và từ dưới lên đó. Mình lập mái nhà đầu tiên quấn dưới lên, chúng ta quấn trên xuống dưới nhà là được rồi đó. Chúng ta quấn rất là kỹ nha, đừng để nước có xâm nhập vào nha. Nếu mà nước mà chúng ta quấn không kỹ á, nước có xâm nhập vào nó gây cho thối mất cái ngọn ra. Rồi sau khi mà quấn xong á, thì bà con có thể tẩu, có rất nhiều cách tẩu. Thứ nhất bà con tẩu bằng bịch ni lông nè. Thứ hai bà con có thể là như cách của mình thì mình lấy lá mình tẩu luôn. Thì thời gian tầm có 1 tháng là chúng ta thấy nó nứt lên khỏe mạnh, chúng ta tháo nó ra và tháo bị bóng ra. Đó là cái hướng dẫn mình quét. Thì sau khi mới lên á, bà con phải lưu ý một cái chỗ là bà con lấy cây chúng ta nẹp chống lại á, để cho cái hình thành cái lớp tượng tầng giữa cái ngọn ghép và cái góc ghép nó chắc khỏe hơn. Sau một thời gian nó chắc khỏe chúng ta bắt đầu tháo cây ra được. Chứ còn chúng ta ghép lên mình để một thời gian gió lắc qua lại là gãy á, còn mà bà con phải lưu ý chỗ đó nha. Đó mình nhắc lại, sau khi mà cây nó lớn lên á, 30, 40 hoặc 50 phân luôn, thì bà con có lấy cây chống cho mình nha. Cái đó là mình nhắc lại á, để tránh tình trạng khi sau này bà con ghép lên cái gió lắc qua phát gãy mất, bà con tiếc. Lúc đó nó muộn rồi, vì nó gãy rồi bà con đâu làm gì nữa đâu, phải ghép lại cây mới. Mà ghép lại cây mới mà để nó bằng 30, 40 phân kia cũng mất quá trình 3, 4 tháng, 5 tháng
Thì đối với ghép như thế này thì mình khẳng định là hầu như là 1 năm sau á, là không thể cho ra bông rồi. Cái đó là cái hồi giờ mình ghép cho con nông dân á. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh nha, theo dõi tất cả các video của bên trái cây từ mùa lắc. Xin cảm ơn con ạ. We'll be right back.
Thank you.